mừng vui, con cháu các dòng họ cùng tiến tiền xây nghề. Ban khánh tuổi Tân Hợi cùng chính quyền làng Mai được toàn dân tin tưởng giao cho xây nhà thần. Sau bao ngày tâm huyết, ngày mai hạ ngã sông dưỡng thần hoàng quê ngờ hòa ước mong dân. Tin tưởng giao cho xây nhà thần. Sau bao ngày tâm huyết, ngày mai hạ ngã sông dưỡng thần hoàng.